Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với vlog của mình. Hôm nay thì mình không có nấu ăn nha, mà là một cái clip kể về chuyện cô gái mình được mời đi ăn sinh nhật, mà là bạn thân trong lớp nữa chứ. Mới học lớp 2 thôi à, mà nghe đâu bạn mời toàn là hội chị em không, nghe cũng mắc cười thiệt. Lâu lâu mới có dịp cho con gái mình được xả stress nè. Quà cáp thì cũng coi như chuẩn bị xong rồi đó, rồi cái phải chạy mua thêm cho bả một đôi giày mới để lên đời nữa. Hổm ra cũng ham lắm, mà chắc chỉ có ở đây có mấy đôi giày để mới chịu nổi con mình thôi à. Đi toàn là suốt hư cái mỏ không, bởi vậy chỉ có giày bi tít mới chịu nổi thôi. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. One, two, three, we blow up candle. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday.